Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn làm bài xây dựng đồ thị phụ tải lăng cho trạm biến áp. Xác định điện lăng và phí tổng điện năng trong một năm của trạm biến áp. Biết giá tiền 1 kWh là 1.500 đồng. Và cuối cùng là xác định thời gian sử dụng công suất lớn nhất Tmax. Thì dạng bài tập này trong môn học hệ thống điện phân phối. Đây đề bài mình đang cho hiển thị lên trên màn hình đây, thì các bạn đọc đề bài đây nhá. Tiếp đến là đầu tiên nên là ta phải đi tóm tắt đề bài. Đầu tiên là chúng ta phải biết là tóm tắt đề bài. Một trạm biến áp có hai máy biến áp 1.250 kV/A, đây là công suất biểu kiến. Biết hệ số cos phi số cos phi nhá của trạm biến áp bằng 0,9. Rồi. Một năm có 211 ngày hè và là đường nét đứt. Một năm có 154 ngày đông và là đường nét lìa. Đấy, tóm tắt chỉ cần thế thôi. Cách giải nhá, đầu tiên đề bài nó bắt mình yêu cầu là xây dựng đồ thị phụ tải lăng cho trạm biến áp. Thì để xây dựng ấy mình làm từng ý một nhé. Một này. Đầu tiên là ta phải đi tìm đi tìm cái này này. Một này. Cách giải đi. T1 thời gian hoạt động 100% công suất là ký hiệu sẽ là T1 100% công suất nhé, thì nó sẽ bằng số giờ hoạt động 100% P nhân số ngày hè trong năm. Thì mình nhìn lên cái đồ thị đề bài nó cho. Đây, công suất hoạt động 100% là ta gióng ngang 100% này. Đấy, sang thì cái khoảng này là đang hoạt động 100% đây. Được chưa? 100% rồi. Nét nét này là nét đứt, thì đây là đang hoạt động trong mùa hè, 100% mùa hè. Được chưa? 100% mùa hè thì ta gióng dọc xuống này, thì đây là bắt đầu từ 7 giờ đúng không, đến dọc xuống là 21 giờ đúng không, thì đó là số giờ hoạt động 100% từ 7 giờ đến 21 giờ, số ngày hè trong năm bằng tiếp nữa bằng số giờ hoạt động 100%
ta lấy 21 trừ 7 nhân 211 bằng 2954 giờ. Được chưa? T1 này vào nhá. Tiếp này. T2. T2 hoạt động bao nhiêu? T2 hoạt động là 85%. Đúng chưa? 85%. Led liền là giờ mùa đông. 85%. Hoạt động từ 7 giờ cho đến 21 giờ. 7 đến 21. 85%. P bằng số giờ hoạt động 85% P nhân cho số ngày đông trong năm bằng 21 trừ cho 7 nhân 154 bằng 2156 giờ. Được chưa? Tiếp này. T3 hoạt động đây, T3 hoạt động đây ứng với 40% đúng không, thì trong này nó sẽ ứng với khoảng thời gian hoạt động là từ 0 đến 7 giờ này và từ 21 giờ đến 24 giờ này, cứ từ cái đường mình gióng ngang này, mình cứ gióng dọc xuống này sẽ có ứng với khoảng thời gian như thế, ngang này dọc xuống, đúng chưa? 40%. Bằng số giờ hoạt động 40% T nhân với số ngày hè. Nhưng với số ngày hè trong năm đúng không? Bởi vì sao? Bởi vì nó là nét đứt thì nó ứng với ngày hè bằng 7 cộng 24 trừ cho 21 nhân 211 bằng 2110 giờ. T4 T4 là ứng với 35%. Bằng số giờ hoạt động 35% P nhân với số ngày đông trong năm, bởi vì nó là led led liền thì nó là sẽ là số ngày đông. 7 cộng 24 trừ 21 nhân 154 bằng 1540 giờ. Rồi, đấy là giải quyết xong.
Ý a xong là mình phải vẽ đồ thị nữa, thì đồ thị thì đồ thị thì lát mình sẽ chỉ sau nhé, lật sang ý b này. Xác định điện năng và phí tổn điện năng trong một năm của trạm biến áp biết giá tiền kWh là 1.500. Đầu tiên là ta phải đi xác định công suất biểu kiến của trạm biến áp S. Trạm biến áp bằng số lượng máy biến áp nhân S của máy biến áp bằng, đề bài nó sẽ cho là có vận hành hai máy biến áp này, đặt hai máy biến áp này, được chưa? Mỗi máy biến áp có một bằng 1.250 kV/A này, thì bằng 2 nhân 1.250 bằng 2.500 đơn vị kV/A. Rồi tiếp tục tính, mình sẽ tính là P1 hoạt động 100%, được chưa? Bằng S trạm biến áp nhân, cho để ý này, 100% thì ta phải nhân với 100 chia 100 nhân với hệ số cos phi bằng 0,9 đấy. Thì ta lắp công thức vào S trạm biến áp nhé. S trạm biến áp nó chính là cái kết quả bằng trên 2.500 nhân 0,9 bằng 2.250 kilowatt chưa? P2 85% bằng S của trạm biến áp nhân 85, ta sẽ nhân với 85 chia cho 100 nhân với cos phi. Mình tính kết quả luôn nhá, 2.250 kW P3 40% sẽ bằng 40, nhân chỗ này sẽ thay là 40 trên 100, bởi vì là 40% bằng, mình xin lỗi nhé, trên này tính ra là 1.912,5, được chưa? Cái thứ ba này kết quả sẽ là 900 kW. Cái thứ tư sẽ là 4 của 35% sẽ là 35 bằng 787,5 kW.
Tiếp theo ta sẽ đi tìm điện năng tiêu thụ 1 năm. Điện năng ký hiệu là A bằng P1 nhân T1 cộng P2 nhân với T2 cộng P3 nhân T3 cộng P4 nhân T4. Đây, P1, T2, P3, P4 nó chính là kết quả ở đây. Còn T1, T2, T3, T4 nó chính là kết quả ở đây. Ta nhân vào. Kết quả các bạn tự bấm máy nhé. Kết quả nó sẽ ra là 13 881 600 ký hiệu đơn vị kilowatt giờ. Rồi. Giờ tính ra phí tổn 1 năm thì nó sẽ bằng A nhân giá tiền 1 kW giờ là 1.500 đồng. Đây, giá tiền kWh giờ là 1.500 đồng bằng các bạn thay cái này lắp xuống đây nhé, thay cái kết quả này này thay vào đây nó sẽ bằng 2,08224 nhân với 10 mũ 10 đơn vị là đồng. Thì mình số này nó hơi xấu thì mình đổi đổi ra đơn vị là tỷ đồng nhé. Thì ta lấy kết quả này nhân cho 10 mũ trừ 9 bằng 20,8224, đơn vị đây sẽ là tỷ đồng. Rồi, giờ mình sẽ đi tìm là T max đây, xác định thời gian sử dụng công suất lớn nhất. T max có nghĩa là T max là công suất lớn nhất, nó là gì? Nó là 100% T, đúng chưa? Bằng A, nó chính bằng A điện năng tiêu thụ trong 1 năm chia cho T1 100% do cái thời gian sử dụng, cho cái công suất 100%, được chưa? Nó sẽ bằng A, nó sẽ bằng A là bằng cái này đúng không, chia cho P1 100% hoạt động 100% công suất là 2250. Kết quả sẽ là 6169,6, tôi bị nhà giàu.